Em ăn ở Phú Thọ nhỉ? Phú Thọ. Rồi, Hiếu chào tất cả anh em. Đây là một con xe Future anh em nhé, Future nhưng mà nó là thuộc Future tàu thôi. Hôm nay em ăn đến có lắp một con IC Zcon AT chạy tour. Đây, về cái xe này của em nó lổ, nói chung là nó rất là khó lổ mà nó khi chúng ta ga lên ấy, nó cứ lịch bịch ấy. Cho nên là Hiếu tư vấn cho em là lắp một con IC Zcon. Và em bảo là em đi chạy cái gì ấy nhỉ? Ở AHA. Tức là em nó chạy giống như chúng ta nói là đi chạy xe ôm ban đêm ấy chẳng hạn thế, thì Hiếu có tư vấn cho em là độ lên con sạc của Attila Techmat để cho xe của em nó sáng. Đấy, mới đầu của em nó con sạc nó nhỏ nhỏ thôi. Cho nên là bây giờ Hiếu độ cho em lên con sạc Attila thì cũng đây là cái dây điện của nó này, dây điện đây là dây điện sạc bình ắc quy thì nó đã bao bọc vào một cái ống để dòng cái nguồn điện sạc vào bình ắc quy. Nói chung khi chúng ta lên con sạc Atina này thì nó rất là chuẩn anh em ạ. Bình đầy thì nó có thể xả điện ra mát rất là nhanh chóng, nó bảo vệ bình rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu thì chúng ta cứ lên sử dụng cái sạc này là ok nhất. Thì đây là con IC của em. Con IC của em thì đấy anh em nhìn nó rất là ghẻ mà chúng ta lổ máy lên nó cứ bình bịch không chạy được đâu. Với cả hôm nay thì Hiếu cũng nói thật với anh em là Hiếu cứu cái con máy này cho em, không em mất rất là nhiều tiền. Tại sao Hiếu lại nói cứu nhỉ? Thì tí nữa Hiếu sẽ quay sang bên kia nhá. Thì bây giờ Hiếu nổ máy lên này. Anh em thấy khi chúng ta lên cái sạc Attila ấy với cả độ lên cái IC thì anh em nhìn đèn nó rất là sáng. Đấy. Đèn sáng cực kỳ luôn, anh em được không ạ? Sáng ra tận chỗ con chó luôn đấy. Thì Hiếu tắt sạc đi, à tắt đèn đi này. Thì ở đây thì Hiếu cho anh em xem. Thì nói thật với anh em đây là một cái con xe thì Hiếu chưa bao giờ Hiếu gặp phải luôn. Thì tại sao Hiếu lại nói như thế? Anh em nhìn đây này. Nhưng anh em đây là hệ thống bánh răng bơm dầu mà em đi mòn trơ mòn mòn trụi như thế này thì anh em bảo tại sao nó bơm được dầu. Đây cái bánh răng Hiếu cho anh em xem một cái bánh răng. Đây là bánh răng, ví dụ đây là bánh răng bơm dầu, nó có răng như thế này. Xe của em đi mòn không còn một cái gì để tả. Đấy. Đây là bánh tăng cam. À đây là bánh trung gian thì nhỏ xíu luôn, còn một cái bánh nữa đây. Mà em bảo với anh là một tuần em vẫn kiếm được 4 triệu nhỉ. Đấy, mòn như thế này rồi mà em bảo một tuần em vẫn chạy cả tuần vẫn kiếm được 4 5 triệu. Không không hiểu kiểu gì. Máy lổ như cái máy cày ấy. Ở đây thì Hiếu thay cho em một cái đĩa đề. Ti tăng cam thì anh em nhìn này. Long hết bi rồi rồi. Rồi cụt hết bi, bay bi ra ngoài. Nói chung là con này Hiếu phải làm lại hệ thống điện xong mới độ được con sạc của nó. Thì như anh em thấy đấy thì khi Hiếu cắt hệ thống dây điện này ra, Hiếu đi lại hết cho em thì nói chung là lằng nhằng lắm và nó lối lung tung lắm. Lổ máy lên còn không tắt được máy ấy, nó cứ chập chờn chập chờn kiểu gì ấy. Em nó bảo thì em vẫn tắt được, thỉnh thoảng vẫn tắt được thì chả cũng Hiếu cũng không hiểu kiểu gì luôn. Nói chung là đi lên được cái bộ điện như này là cũng khá ok rồi, thì Hiếu quay đoạn video để bảo hành cho em nó. Đây là một IC Zcon AT này. Đấy, 0832. IC chạy tour thì Hiếu lắp đặt vào đây rồi. Và đây là một con sạc dòng Attila. Đấy, anh em nào có nhu cầu mà muốn mua IC Zcon AT hay là sạc thì cứ alo cho Hiếu, Hiếu sẽ gửi đến tận nơi cho anh em. Cái này thì mở khóa lên là chúng ta bấm nhẹ là đề được ngay thôi. Đấy. Cái này của em là hơi rung. Hơi rung tại sao? Ở những cái vị trí đây này. Đấy, nó rất là rung. Với cả cái hệ thống máy này của nó là tương đối cũ. Nói chung là mình không 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 ấy, mình không không cần phải làm êm lắm. Nếu êm thì chỉ có bổ máy ra làm thôi. Hôm nay là may mà mình cần xử lý được cái hệ thống kia, không con này lột biên cháy máy. Rồi ok anh em, Hiếu chào tất cả anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mà muốn mua IC Zcon AT liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 nhá. Đấy.